bạn thân mến, sau phần thi này thì điểm số của các gia đình như sau: 18 điểm là điểm số của số 1, 28 điểm là điểm số của số 2 và 16 điểm là điểm số của điểm số 3. Và như vậy chúng ta đã tìm ra chủ nhân của chiếc khăn tay màu vàng này. Chúc mừng gia đình số 2 chúc mừng anh.